Đấy. Vừa nãy em dưỡng một lần rồi thì nó khô gần hết rồi. À, cho nó lần nữa nha. Nếu như các bác mà nhà mà không có cái bàn xoay như của Minh Vũ ấy thì chúng ta mua cái chổi sơn, nó cái loại chổi bé bé thôi. Các bác về các bác quét từ từ thôi. À, còn em có cái bàn này em quay thì nó cũng nhanh hơn. $60 một lọ các bác nhé. Một lọ này chúng ta có thể dưỡng được rất là nhiều loa. Đó các bác thấy chưa? Cái này có cái quay quay này thì nó nhanh hơn. Nhưng các bác không có cái bàn quay này thì chúng ta cứ quét từ từ thôi. Đó. Khi mà nó bắt đầu là nó khô rồi, cái mùa thời tiết ở chỗ miền Bắc của em ấy thì tầm này nó khô rất là nhanh, nó gió với nó nắng nóng ấy. Nó khô nó sẽ bóng như này. Bóng như này. Đó. Khi chúng ta thì dưỡng thì nó sẽ màu trắng như này. Ở đây là dòng đây. Có cái vòi luôn nhá. Em bán cái nọ này thì có 60.000 thôi. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ vặn cái vòi ra, xong chúng ta không dùng nữa, chúng ta vặn chặt vào thì các bác có thể để mãi mãi. Đó. Để hàng chục năm cũng không phải nghĩ. Đây, đến nắp của nó này. Khi mà dưỡng gân này thì nó sẽ cải thiện cho cái loa nó tăng độ bền lên. Đấy, nó thẩm thấu vào. Đấy các bác thấy nó khô rất là nhanh chưa? Đấy, khô nhanh chưa? Đó, khi nó khô nó bóng vào nhá. Nó sẽ thẩm thấu vào cái màng loa, nó giúp cho chúng ta sử dụng loa này nó nhún ra nhún vào ấy, nó mềm mại hơn, nó tăng độ bền hơn. Và cải thiện chất âm, chắc chắn là nó sẽ cải thiện chất âm hay hơn các bác nhé. Keo này thì chúng ta có thể dưỡng được cả màng, cả gân luôn. Nhưng anh em lưu ý là chỉ dưỡng những gân vải thôi nhá. Còn cái gân mà gân mút, gân cao su ấy thì cái gân đấy không dưỡng được đâu. Tại vì gân đấy theo thời gian nó sẽ bị mục, là chúng ta phải thay cả gân. Còn đối với dòng gân vải thì khi mà chúng ta dưỡng những cái loại keo dưỡng gân như này ấy, thì nó sẽ tăng lên độ bền rất là nhiều lần. Đó. Nó thẩm thấu vào cái gân này, nó có cái độ dẻo dai, nó mềm. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta khi sử dụng mà nó không bị kiểu là bị gãy gân ấy nhá. Tại vì nhiều khi cái gân này mà người ta không dưỡng ấy thì vải lâu ngày nó sẽ khô, nó cứng. Đấy, đánh loa thì cứ nhún ra nhún vào nhiều thì nó sẽ bị gãy hết cái màng gân này. Thì khi chúng ta dưỡng màng như này nó sẽ tăng độ bền hơn. Thực ra thì ngày xưa ấy, cái dòng keo dưỡng gân này thì gần như là rất ít khi là có, người ta không bán ra ngoài thị trường. Đấy. Tại vì sao? Ở ngoài thị trường khi các bác mua về các bác sử dụng thì nó sẽ bền, nó sẽ nâu hỏng. Đấy. Thì những người bán loa người ta sẽ không kiếm được tiền từ các bác. Cái loại này thì em đã dùng khá là lâu rồi, từ cách đây 5-6 năm. Có những cái đôi loa mà dưỡng đến bây giờ bỏ ra vẫn gọi là bóng, vẫn mềm mại, không có gọi là tí gì gọi là khô cả các bác nhé. Đấy, khi mà các bác nhìn thấy chưa, đấy nó khô gần hết rồi đây này. Đấy, vừa nói chuyện có mấy phút thôi. 60k một nọ các bác nhé. Anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ. Rồi chào các bác nhá.